Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Ngày hôm nay mình làm cái video này để cập nhật về Thai Stop các bạn. Trước tiên các bạn hãy đi vào Thai Stop nha. Thì nó sẽ thấy cái thông báo hiện lên như thế này. Trước khi nó đi vào app thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả nha các bạn, để có những thông tin cần thiết thì mình up trên kênh YouTube nha. Rồi thì khi các bạn mở Thai Stop lên thì nó sẽ có thông báo như thế này các bạn, đó là chú ý đã có phiên bản mới, vui lòng cập nhật ha. Thì các bạn bấm vào xác nhận giùm mình nha, bấm vào xác nhận các bạn. Rồi sao như khi bấm vào xác nhận nó sẽ chuyển sang Google Play nha các bạn, tức là app CH Play á. Sau đó các bạn bấm vào cập nhật cho mình nha. Và trong cái tính năng mới của cái bản này á, là nó thay đổi cái bộ nhớ lưu trữ cho các bạn, không có cái gì hết ha. Thì cái này chúng ta sẽ giải thích sau. Bây giờ trước mắt hãy cập nhật trước nha, bấm vào cập nhật giúp mình nha. Rồi bấm vào chấp nhận. Thì trong quá trình nó tải app Thai Stop về thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình nha các bạn, để có những thông tin cần thiết thì mình sẽ up trên kênh YouTube nha, để các bạn theo dõi nha các bạn nha. Và nhớ chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả nha các bạn, để nó có những cái video nào mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết nha. Còn ai chưa đăng ký Thai Stop thì hãy chống đăng ký trên Thai Stop. Và mã giới thiệu của mình là Pikachu nha các bạn. Ở trên màn hình đó, thì để các bạn sử dụng mã này để mà tăng tốc độ đào nha các bạn nha. Và nếu có gì không hiểu các bạn có thể bình luận dưới video nha các bạn nha, để mình sẽ giải thích cho các bạn. Và hôm nay mình sử dụng một cái điện thoại khác cho nên là nó khả năng nó hơi chậm một chút, các bạn thông cảm nha. Rồi sau khi cài đặt xong thì các bạn bấm mở giùm mình nha, bấm mở. Ai chưa đăng ký Thai Stop thì các bạn hãy đăng ký với mã giới thiệu là Pikachu nha các bạn, để chúng ta tăng tốc độ đào. Chúng ta tranh thủ đăng ký Thai Stop đi, bởi cái phần mềm này nó cập nhật liên tục các bạn, có nghĩa là nó muốn phát triển cho nên là nó cập nhật liên tục. Các bạn còn những app mới bây giờ thì nó chỉ cho đào vậy thôi chứ còn không thấy cập nhật nha các bạn nha. Rồi sau khi mà các bạn mở app lên mà đã cập nhật rồi thì nó hiện cái thông báo này các bạn, thông báo như thế này nha. Thì chúng ta đọc nè: Information, quyền truy cập vào bộ nhớ bị thay đổi do chính sách của Google, phương pháp lưu chứng nhận Thai Stop cũng sẽ thay đổi. Chứng nhận sẽ được lưu vào thư mục download thay vì được lưu vào đường dẫn mặc định trước đây. Có nghĩa là nó sẽ được lưu ở cái đường dẫn khác các bạn, nó chính là ở thư mục download thôi. Rồi các bạn chọn cho mình cái này nè. Cái hình ổ đĩa đó, cái thẻ nhớ đó các bạn nha. Chọn cái này. Rồi các bạn bấm vào xác nhận cho mình nha. Chứng nhận đã được lưu thành công vào thư mục download. Bấm xác nhận nha các bạn nha. Rồi tiếp theo thì nếu các bạn nào chưa có điểm danh, qua điểm danh hay là chưa điểm danh, chúng ta hãy đi vào điểm danh trước cho các bạn nha, để mà đừng cho cái tài khoản Thai Stop nó bị chết nha. Và các bạn bấm vào cái lịch cuối cùng nha, cái lịch cuối cùng, bấm vào cái lịch. Rồi ai chưa điểm danh thì làm ơn điểm danh vào giùm nha, bấm vào lịch stem cho mình nha, quả cầu xanh. Rồi nó lên điểm rồi các bạn đó, nó phải ra màu hồng như thế này hết nè mới được. Rồi chúng ta hãy đi vào cái phần cái nhóm chat này các bạn, đây nè, để chúng ta xem nó thông báo như thế nào về việc cái phiên bản mới nha. Rồi các bạn đi vào community tiếng Việt nha. Rồi các bạn kéo xuống cuối cùng nè, các bạn xem cái thông báo này các bạn nè, đó
Các bạn bấm vào xem thêm cho mình nha. Rồi, các bạn kéo xuống nè. Rồi. Nó ghi là xin chào, chúng tôi là Thai Stop Team, tức là đội nhóm Thai Stop các bạn. Nó nói là vì việc lưu trữ tệp trong bộ nhớ ngoài bị hạn chế do thay đổi chính sách của Google, sẽ có bản cập nhật mới thay đổi cách thức lưu chứng nhận Thai Stop trong bộ nhớ trong. À, có nghĩa là nó sẽ lưu hành bộ nhớ ngoài chứ không có lưu bộ nhớ trong, ý là lưu bộ nhớ trong chứ không có lưu bộ nhớ ngoài nữa nha các bạn nhé. Nó thay đổi như vậy thôi. Do đó phương thức đăng nhập của ứng dụng Thai Stop sẽ được thay đổi một phần và tiến hành cập nhật theo từng giai đoạn để giảm thiểu sự bất tiện khi sử dụng dịch vụ. Bản cập nhật đầu tiên diễn ra vào tuần thứ tư của tháng 4, tức là các bạn cập nhật mình mới cập nhật xong các bạn. Chứng nhận được lưu trong bộ nhớ ngoài hiện tại cũng sẽ được lưu trong bộ nhớ trong và vẫn có thể sử dụng chứng nhận từ bộ nhớ ngoài hiện có. Có nghĩa là các dữ liệu của ThaiStop mà các bạn cài lên trên điện thoại của các bạn á, bây giờ nó lưu cả bên trong lẫn bên ngoài nha các bạn nha. Bởi vì chính sách Google nó thay đổi cho nên là nó lưu thêm bên trong nữa. Tuy nhiên khi xóa bộ nhớ khay và dữ liệu ứng dụng, tất cả các tệp trong bộ nhớ trong sẽ bị xóa. Vì vậy hãy nhớ lưu chứng nhận trong thư mục download của bộ nhớ ngoài. À, có nghĩa là trong cái thẻ nhớ các bạn nó có cái mục download đó, các bạn hãy vào đó mà lưu lại nha. Ngoài ra nếu bạn sử dụng app hoặc chức năng dọn dẹp ứng dụng, chứng nhận trong thư mục download có thể bị xóa. Vì vậy hãy nhớ lưu khóa cá nhân ở nơi riêng biệt. À, có nghĩa là nếu các bạn sử dụng phần mềm quét rác trên điện thoại á thì các bạn phải lưu cái khóa cá nhân lại ha. Lưu khóa cá nhân lại. Bản cập nhật thứ hai sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 5. À, có nghĩa là ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 7 tháng 5 các bạn, và sẽ không thể sử dụng thư mục ThaiStop của bộ nhớ ngoài hiện tại. À, đến mà khi cập nhật bản sao thì nó xóa luôn bộ nhớ ngoài nha các bạn nhé, nó chỉ còn ở trong thôi. Nếu không thể đăng nhập sau khi cập nhật, có thể trực tiếp chọn chứng nhận thông qua chức năng tìm chứng nhận trên màn hình đăng nhập. Khóa cá nhân người dùng chịu trách nhiệm quản lý. Nếu mất tài khoản sẽ không thể khôi phục lại được. Vì vậy hãy lưu ý cẩn thận trong việc quản lý các khóa cá nhân. Theo đó, chúng tôi xin thông báo cho người dùng lịch trình phát triển hiện tại đã thay đổi do sự cố đột ngột. Lịch ra mắt của ThaiStop Platform và game đã bị hoãn lại và sẽ chính thức được ra mắt vào tuần thứ 2 của tháng 5. Tức là ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 5 các bạn là nó sẽ phát hành game nha. Và ThaiStop Platform mà không có giai đoạn beta, tức là phát trực tiếp luôn, nó không có giai đoạn thử nghiệm nữa. Khi các dịch vụ mới được thêm vào, ứng dụng ThaiStop sẽ được cập nhật từ phiên bản 1.1 là hiện tại các bạn. Cái bản mà các bạn mới vừa cập nhật xong chính là 1.1 đó. Sau khi phát hành phiên bản ThaiStop 1.2, những ID đã đăng ký là người thử nghiệm beta sẽ được hưởng 50 điểm điểm danh. À, nếu các bạn đăng ký chơi game của nó, thử nghiệm của nó, các bạn sẽ được thưởng 50 điểm danh nha, 50 điểm điểm danh. Rồi thay đổi chính sách Google thì các bạn có thể truy cập vào đây để thay đổi. Bởi vì cái này nó chạy trên ứng dụng Google Android các bạn, cho nên nó phụ thuộc vào Google nhiều các bạn để nó thấy á. Vậy thì sau khi mình đọc xong cái thông báo này á thì mình làm cái gì các bạn? Mình điều quan trọng nhất á, là các bạn để an toàn á thì các bạn hãy đi vào đây nè các bạn, đi vào cái nhà nè, hình cái nhà nè các bạn đó, các bạn lưu là cái khóa cho mình, bấm vào đây, bấm vào hình cái nhà rồi nó ra ba gạch nha các bạn nha, rồi nó ra ba gạch đây nè, nó ra ba gạch thì các bạn bấm vào ba gạch cho mình, sau đó các bạn chọn hồ sơ. Các bạn không cần phải suy nghĩ gì hết, các bạn làm giống như mình. Sau đó các bạn kéo lên. Đó. Các bạn sẽ thấy khóa công khai và khóa riêng tư nha, ở đây nè. Rồi. Điều quan trọng nhất là các bạn hãy lưu hai cái khóa này lại nha.
Các bạn bấm vào chia sẻ cho mình. Đó. Sau khi chia sẻ thì nó ra rất là nhiều các cái ứng dụng mà các bạn có thể sale lên nha. Tin nhắn nè các bạn, Gmail nè, bản tin Android Beam nè, Bluetooth, Blue vào Drive, mail sao chép vào khay nhớ tạm, tin nhắn vân vân. Thì các bạn này là những cái mà các bạn, cái vị trí mà các bạn lưu trữ cái hai cái khóa này thôi. Đó, thì các bạn chọn cái nào cũng được, nhưng mà theo mình khuyên là các bạn nên chọn Gmail nè nha. Chọn Gmail, và trong điện thoại bạn đương nhiên phải có đăng nhập Gmail rồi ha. Các bạn bấm Gmail. Đó, các bạn bấm vào Gmail cho mình nha. Đó. Thì nó sẽ ra. Đây là cái khóa riêng tư. Khóa riêng tư và khóa công cộng các bạn. Đó. Các bạn lưu cái dãy số này lại nè. Đó nè. Nha. Lưu lại. Rồi các bạn bấm vào gửi đâu đó, ví dụ chẳng hạn như mình gửi đi đâu đó, đó tùy các bạn thôi. Đó, các bạn chọn một cái email đó, các bạn lưu lại ha. Lưu cái khóa này lại nha các bạn nha. Rồi. Ở đây là thì các bạn đặt tên gì tùy. Mình chỉ rất là rõ nha các bạn nha. Các bạn hãy làm theo cho đúng nha. Hai stop. Rồi. Lưu khóa. Đó. Ngày mấy cũng được. Ghi luôn ngày mấy luôn để cho mình nhớ. Đó. Sau đó thì các bạn, đương nhiên là cái khóa này các bạn không cho người ta biết nha các bạn, duy nhất chỉ có mình bạn biết thôi. Nếu người ta biết cái khóa này thì các bạn sẽ mất tài khoản ThaiStop nha, và mất vĩnh viễn luôn nha các bạn nha. Bạn đăng nhập được mà người ta khác cũng đăng nhập được, người ta sẽ lấy cái số tham của các bạn có được nha. Cho nên là các bạn hãy lưu ý vấn đề này và không cho ai biết cái email này nha các bạn nhé. Đừng có gửi nhầm nha, gửi nhầm này cũng mất luôn tài khoản nha các bạn nha. Rồi sau đó thì các bạn bấm gửi đi ha. Rồi như vậy là các bạn đã lưu lại được cái khóa công khai và khóa riêng tư rồi. Các bạn hãy để cất đó rất là kỹ càng, nếu mà trường hợp lỡ mình có mất cái không đăng nhập được app ThaiStop thì chỉ dùng hai cái khóa này để các bạn đăng nhập vào nha. Rồi nếu ai chưa đăng ký ThaiStop thì bạn hãy đăng ký ThaiStop với mã giới thiệu là Picasso nha các bạn nha, để tăng tốc độ đào lên rất kỳ nhanh nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký lên kênh YouTube của mình nha, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để có những thông tin cần thiết thì mình up trên kênh YouTube để các bạn theo dõi nha các bạn nha. Rồi nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video để mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại. Để các bạn theo dõi nha các bạn nha. Rồi nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video để mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.